quên. Yeah. Không, mà bài này chắc cần đó anh Hiền. Luminosity, mass Dạ, cái này complicated, long thấy. nó cũng hơi phức tạp, nhưng mà Dạ. Hiền ấy try có kinh nghiệm thêm á, mỗi năm có thêm một chút kinh nghiệm thì Dạ. Hiền try to keep it simple, dễ hiểu hơn. Thì mấy lần trước mà Hiền coi lại bài của Hiền, Hiền nói vậy tới lúc Hiền mà cũng không hiểu nữa, không sao mà người khác hiểu được. Tới lúc mình ngồi mình nói trời đất ơi, nói cái gì trên trời đất rồi. Mà hy vọng lần này mình sẽ nói đơn giản hơn một chút, có thứ tự hơn một chút, Dạ, để nó có một cái reasoning behind dạ. everything, thì hy vọng là nó sẽ dễ hơn được một chút. Thôi Lần không, hy này vọng mình không. Dạ. Không, Long nói hy vọng hôm nay cái bóng đèn nó bật lên anh. Biết là anh Hiền vậy, dạ, thì nó hy vọng như bật. vậy đó chị, hy vọng như vậy thì đó. Dạ, mấy năm trước á, mình cứ nhào vô mình nói, mình không có build cái nền tảng căn bản vững chắc, nhưng mà năm nay á, mình spend hai lớp để mà mình build cái đó rồi. Thì đây Dạ. bắt đầu là vào trong cái mà cái này là actually là cái normal mà mình nên có đó. Mọi người đều nên có cái normal như hôm nay mình làm. That is the level that everybody should be at, để mà có thể sửa hình một cách đó hữu hiệu theo ý Hiền. Thành ra bây giờ Hiền nghĩ là cái đó mình cũng gần đạt được, chỉ còn một vài cái căn bản nữa thôi. Lớp sau là mình sẽ dạy từng cái trường hợp mà mình có thể, tức là mình sẽ nối, mình connect all the dots. Thì cái lúc mà mình Hiền nghĩ đó là lúc mà mình dạy á, thì mình go through một cái workflow nào đó, ok, để cho, tức là ví dụ như mình làm một cái tấm hình rồi có một cái workflow để mình làm, thành ra mình theo cái đó, chứ không phải học học ví dụ selection không, người ta không có make cái connection được. Và khi mà mình làm nguyên một tấm hình thì hopefully người ta sẽ make connection. Ok, thì rồi chắc mình đợi khoảng chừng vài phút nữa là mình sạc đi ha. Có Dạ. thường Không là thấy có một dạ. số người tới hơi trễ một chút, nhưng mà chắc cũng Dạ. không đợi được lâu được. Hy vọng là Hôm mọi nay người sẽ mình tới. có. Bao nhiêu lâu nay mình đã nói là mình sẽ start on time, phải Dạ, không? lo Ok. nghĩ. Start 55 mà được. Dạ, Tới long bây nghĩ. giờ đó, while we waiting a little bit, thì Hiền muốn nói về ba cái này, ok. Cái hôm nay mình chỉ có một một cái tấm hình để mà mình sửa chỉnh sửa thôi. Rồi Dạ. Hiền có một cái PDF handout trong này. Thì cái Dạ. này đó nó cũng khó đọc lắm, nhưng mà đại khái nó có những cái shortcut mà Hiền sẽ dùng hôm nay. Thành ra nếu mà quý vị quên shortcut này nọ, you can go in there and read about. Thành ra cái summary về cái luminosity mask này, hopefully nó sẽ help quý vị. Rồi hiện có một cái action ở cái dạng là ATN. Okay. Thì cái action này nếu mà quý vị nào mà chưa có quen thuộc với action, quý vị download cái action này vào trong một cái folder nào đó. All you have to do is double click on it. Launch nó thì nó sẽ tự động, nó sẽ install vào trong Photoshop cho mình. At least đó là cái PC, that's how it works. Dạ. Thì nếu mà có ai mà chưa có install đó thì Hiền đề nghị nên install. Thì tí nữa you can go along with me, nếu không thì Ok. you can try sau. Ok. Hiền sẽ show cái dùng cái action để mà làm. Hopefully cái action nó work. Hôm nay Hiền thử thì nó work cho cái computer. Hiền hôm qua Hiền try nó không work. Nó work nhưng mà nó không work. Work mà nó ghi mình all wrong mask mới chết chứ. Nhưng mà Hiền reset cái Photoshop lại thì nó work rồi. Thành ra hôm nay crossing finger really Dạ. tight. Ok, thì bây giờ chắc mình start được đó. Thì trước hết quý vị, mình sẽ launch cái point raise shipwreck hình này nha.
Mình đã launch rồi, save some time. Tại vì nó take a long time để get started. Thành ra bây giờ đó mình có một cái tấm hình này, đúng không? Có một tấm hình này đó thì để keep it simple, để keep cái thought process the same cho mọi người đó. Thì hôm nay đó, cái purpose của mình đó là mình sẽ chỉnh sửa cái tấm hình này một chút. Mình sửa có hai thứ thôi. Cái thứ đầu tiên là mình sẽ sửa cái gì sáng, ví dụ như bầu trời sáng này, những cái cát trắng này quá sáng thì mình sẽ làm cho nó tối xuống một chút. Ok. Xong rồi những cái phần mà thiệt là tối nè, mấy cái shadow mà nó che nè, mình sẽ làm nó sáng lên một chút thôi. Rồi mình sẽ dùng cái gì? Mình sẽ dùng adjustment layer. Mình sẽ dùng hai hoặc là ba cái curve adjustment layer để mà mình làm cho sáng với làm cho tối. Ok, thành ra hôm nay purpose mình chỉ làm chừng đó thôi. Okay. Thì mình sẽ làm bằng cái gì? Mình sẽ create những cái mask để mà mình tự động tăng ánh sáng hay là giảm ánh sáng qua những cái mask. Mà hôm nay mình đặc biệt mình sẽ dùng luminosity mask. Thì không biết mọi người có biết luminosity mask là cái gì không? Luminosity mask á, là đại khái là mình sẽ dùng cái ánh sáng của cái tấm hình của mình, cái cường độ ánh sáng của đó để mà mình generate cái mask. Thì như quý vị biết á, ví dụ nhìn cái histogram hoặc là cái gì đó thì quý vị sẽ thấy á, là nó chia ra là một bên trái là shadows, đúng không? Shadow là những cái phần tối. Ok, ở giữa nó gọi là mid-tones, là những cái phần ở giữa của cái cường độ ánh sáng. Cái nếu mà ánh sáng mình nói từ 100% tới 0%, 0 là tối nhất, 100% là sáng nhất, thì 100% là sáng nhất, đúng không? Từ 50 tới 100% là những cái phần sáng. Ok, rồi từ 0 cho tới 50 là những cái phần tối. Ok, nhưng mà nếu mà mình chia ra shadow, thì shadow maybe tùy theo định nghĩa của mình. Thì thí dụ 5%, 10% là tối nhất. Hoặc là tùy mình. 15%, 25%, who knows. Xong rồi đó, ở giữa là thí dụ như từ 25% cho tới 75%. Mình có thể nói nó là mid-tone. Cái đó là up to us, right? Mình sẽ định nghĩa là ba cái band. Nếu mình chia nó đều ra đó, thì từ 0 tới 33 là shadow, đúng không? 33 tới 66 là mid-tone. 66 tới 100 là highlights, đúng không? Thì tùy mình muốn chia kiểu nào cũng được. Nhưng mà đại khái, that's the concept của cái luminosity. Luminosity tức là ánh sáng thôi. Mình không có nghĩ tới màu, không có nghĩ tới cái gì khác. Mình chỉ nghĩ tới cường độ ánh sáng. Cái đó gọi là luminosity. Thì mình có thể dùng cường độ ánh sáng của tấm hình của mình để mà mình generate cái mask. Thì cái idea nó rất là dễ quý vị. Bây giờ quý vị nhìn nè. Tấm hình này, right? Mình muốn cái bầu trời tối xuống, right? Những cái phần sáng tối xuống. Thì mình sẽ chọn những cái phần nào sáng. Ok. Xong rồi. Mình làm một cái mask cho những cái phần sáng nó show through. Ok. Xong rồi mình làm cái phần sáng, những cái phần nó show through, nó đen xuống. Vậy thôi. Ok. Thì bây giờ nè, có ai chưa có nghe tới cái term color range chưa? Cái đó mình học nhiều lần rồi, đúng quý vị? Mình lý do mình học là tại vì để mà build up cái căn bản cho hôm nay. Ok. Thì cái color range là một cái cách để mà làm những cái mask như là mình đã học trước đó. Ok, nó dùng ánh sáng, nó dùng màu, nó dùng như vậy. Thì mình đã show quý vị cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ôn lại. Ok, thì cái đó là cái tương đối dễ nhất của Photoshop. Nó không có cần mình phải nhớ nhiều. Mình vô đó, mình mò mò, mình làm cũng được. Thì bây giờ đó, mình sẽ show quý vị làm cái đó trước nhất. Ok, cái đó mình cũng có thể consider nó là luminosity mask. Nhưng mà thay vì mình dùng channel để mình create, thì mình dùng color range để mình create. Nhưng mà nó vẫn là luminosity mask. Thì bây giờ, nếu quý vị không nhớ đó, thì mình nhắc lại, này là ôn lại. Mình vào select, ok.
Xong rồi mình chọn color range. Okay. Mình bấm color range thì something like this nó sẽ hiện. Okay. Default của nó là mình select default của nó là mình select sample color. Đúng không? Nhưng mà hôm nay mình học về luminosity, mình không có học về color. Thành ra là nếu quý vị click cái này, quý vị sẽ thấy nè, nó có ba cái choice, nó gọi là highlight, midtone và shadow. Okay, đó là những cái cường độ luminosity band. Ví dụ như mình nói là nếu mà mình nói 0 tới 33 là shadow, thì 33 tới 66 là midtone, 66 tới 100 là highlight, đúng quý vị. Okay. Thì bây giờ đó, trước nhất là mình muốn bầu trời tối á, thì mình sẽ chọn những cái phần sáng, đúng không? Những phần sáng là những cái phần highlight. Ok, thành ra nếu mà hiện click cái highlight này á, thì immediately á, quý vị thấy đây là một cái sample của cái mask của mình. Thì những cái trắng là nó sẽ show, đúng không? Những cái phần sáng nè của cái bầu trời là cái trắng này, nó show. Ok, những cái phần cát trắng này nè, nó cũng show màu trắng. Ok, những cái phần cỏ này tương đối đậm hơn nè, cái phần cái bốt này tương đối đậm hơn, nó show màu đen, đúng quý vị. Thì this is a pretty good mask. Ok, bây giờ nó khi mà mình dùng cái này á, mình có hai cách điều chỉnh. Một là mình điều chỉnh cái range. Quý vị cứ nghĩ cái range này là như hồi nãy nói, từ 0 tới 100, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nó chia ra là 255 chứ không phải 100. Nhưng mà mình có thể normalize nó là 100. Thì mình chỉ là 1 phần 3 nè. Mình có thể gọi cái này là shadow. Đúng không? Từ đây tới đây là mình có thể gọi nó midtone. Từ đây tới đây mình có thể gọi nó highlight. Thành ra đó, ví dụ như mình muốn ở giữa, thì mình nói cái range ở giữa là khoảng 50% thì mình chọn. Đúng không? Rồi cái fuzziness là để làm fine tuning. Qua đây thì nó đậm hơn một chút. Qua bên này nó lạc hơn một chút. Đấy. Tức là mình có thể điều chỉnh cái range của cái, điều chỉnh cái fuzziness của cái range. Range này đó là mình có thể control. Thì bây giờ đó, để keep it simple đó, thì mình sẽ chọn ngay chính giữa. Rồi fuzziness cũng ngay chính giữa. Ra khi mà mình dùng highlight thì mình có thể có một cái mask. Thì cái cách mà làm cái mask trước nhất là nó sẽ chọn cho mình cái selection. Okay. Khi mà mình có selection rồi đó, thì quý vị nhớ không, thì mình muốn create một cái mask, all you have to do is like create một cái mask ở đây hoặc là đây. Thì trong trường hợp này mình sẽ dùng cái curves adjustment layer để mà mình adjust, thành ra mình sẽ create một cái curve adjustment layer, đúng không? Mình vô đây, mình bấm đây, đúng không? Mình vô trong curves. Okay. Có ai mà có câu hỏi cứ hỏi Hiền nha, đừng có cần hỏi là I have a question, just ask. Ok, rồi. Ok, khi mà Hiền create như vậy đó, thì cái empty mask bên này á, immediately cái selection nó sẽ create một cái mask cho mình. Thì Hiền sẽ double click cái này, Hiền đổi tên nó là highlights. Okay, thì cái highlight này á là mình muốn cái highlight là mấy cái sáng tối xuống, đúng không? Thành ra mình nắm cái curve rồi mình kéo tối xuống. Ok. Thành ra quý vị thấy nè, trước nè, sau nè. Ok, only cái phần mà màu trắng nó mới tối xuống thôi, phần màu đen nó không có tối. Okay. Dễ hiểu đúng không? Thì đó, khi mà mình dùng color range, mình có thể generate được một cái luminosity mask như vậy. Có ai có câu hỏi nữa không? Cái này mình làm rồi đúng không? Không có gì đặc biệt hết. Ok, again, mình... Tại vì mình muốn make a selection out of cái picture của mình nên mình make sure nó highlight. Rồi mình vào trong cái select này nữa, mình làm hai lần nữa tại vì mình muốn làm
Một cái cho cái shadow, tức là cái phần tối, đúng không? Phần tối, again, mình cái make it simple, cái này mình có thể điều chỉnh, nhưng mà hiện sẽ làm nó ở giữa đi, cho cả hai. Nhưng mà phần này tối nhiều quá, nhưng mà that's okay. Thì thật ra mình có thể tweak nó. Actually, in reality, this is what I really want. Ok, I'll do it. Tại vì mình chỉ muốn cái phần thiệt tối nó sáng, mấy cái phần vừa phải cũng cần. Thành ra mình đổi cái range xuống cho nó giảm tầm. Nó làm nhiều quá. Thành ra ok, thành ra mình bấm ok. Thì mình có another selection. Again, mình sẽ làm một cái curve. Không. Nó sẽ populate cái phần tối. Mình sẽ đổi cái này qua làm shadow. Đúng không? Rồi, mình mấy cái phần tối mình muốn sáng, thành ra mình đẩy nó lên sáng. Đúng không? Ok, rồi what about cái phần giữa? Phần giữa thường là hiện ít xài lắm, nhưng mà trong trường hợp này á, may as well do it, right? Again, mình highlight cái phần mà mình muốn select. Vào trong select, vô trong color range, right? Chọn mid-tone. Đúng không? Ok. Mid-tone này nó cho mình cái range mà mình có thể dùng 33% tới 66%. Ok. Versus nó right in the middle. That's your mid-tone. Bấm OK. Rồi, again, I'm going to make another curve. Ok. Này đặt tên là Mitchell. Cái Mitchell này đó là thường là khi mà hiện xài Mitchell nó hiện sẽ tăng cái contrast của Mitchell này. It's up to you what you want to do with it. Trong cái thí dụ này hiện sẽ tăng cái contrast của mình. Ok, bây giờ đó mình có bài này rồi. Thì chuyện gì xảy ra? Hiền dùng cái color range để mà Hiền create ba cái luminosity mask, basically. Quý vị có thể create as many as you want or as few as you want, right? Những cái thí dụ hôm nay Hiền làm ba cái tiêu biểu. Ok. Thì đó, Hiền sẽ highlight này, group nó lại. Control G để mà group. Đúng không? Xong rồi Hiền sẽ đặt tên thằng này là color range. LM for luminosity mask. Đây nè, giờ nè. Cái này là original. Cái này là có color range nữa. Ok, trước nhất thì hình sẽ make hình create một cái snapshot, để tí nữa mình sẽ so sánh dễ dàng hơn. Một cái snapshot cho cái background, right? Một cái snapshot cho cái color range. Ok, snapshot nó nằm trên này nè quý vị. Quý vị có thể bấm cái này nè, thấy không? Very easily you can compare between the two. Mình sau khi mình làm cái kia xong mình cũng compare. This is what they do. Rồi. Thì bây giờ đó, cái color range này có ai không có biết xài nó không? Everybody okay? Nói to lên chút chị. Ban đầu là mình phải select nó trước, cái bông chặn trước rồi mình mới vô coloring and pick cái highlight phải không anh? Dạ đúng rồi, thì tùy mình muốn 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 chọn cái phần highlight thì mình chọn highlight. Mình muốn chọn cái phần dark thì mình chọn cái phần shadow. Mà Mình muốn chọn ở giữa thì mình phải phải không anh? không nghe chị nói chị Nini ơi.
Dạ, mình phải select nó trước phải không anh? Không chị, cái color range sẽ select cho mình. Ok, dạ. Ok. Dạ. Yeah. Mình select tức là mình select cái background đó. Nếu mà chị mà không có để nó trong cái background thì nó sẽ try to read it off của cái adjustment layer là sẽ sai hết. Ok, thành ra đó mình sẽ chọn cái background trước tại vì mình muốn make cái selection của cái background. That's the idea. Đó tại sao hình keep switching back to the background. Mình mà muốn make a selection nên mình phải selection của cái mà mình muốn chứ không thôi nó sẽ bị trật. Này rất là quan trọng mà cái này chỉ là một phần bình thường của layer thôi. Ok. Rồi, bây giờ nè. Mình á bây giờ là mình xong xong cái phần color range uống lại đúng không? Bây giờ đó mình sẽ bắt đầu nói về luminosity dùng cái channel. Thì đó, channel ở đâu quý vị? Channel nằm ngay đây nè. Nếu mà quý vị nào mà không có channel đó. Ok, thì quý vị có thể vào window này. Ok. Tìm cái channel này, click nó on. Thì nó sẽ hiện ra somewhere. Ok. Nhưng mà default này đó, channel nó nằm ngay đây này. Thì cái channel này á, là nó có ba cái channel RGB là red, green với blue đúng không? Thành ra đó cái mà hình màu mà quý vị thấy này nó là cái composite của ba cái channel. Một cái channel gọi là red, một cái channel gọi là green, một cái channel gọi là blue. Những cái tấm hình mà mình chụp từ camera ra đều là ở cái dạng RGB hết. Người ta có thể gọi nó Adobe Color nhưng mà nó cũng là RGB. Ok, người ta có thể gọi nó là sRGB, nó vẫn là RGB. Ok, thành ra lúc mà quý vị edit mấy tấm hình như vậy, your channel always look like this. Thì đó quý vị thấy không? Là cái thằng red. Ok, với thằng green này. Với thằng blue nè. Cái hình này nó có giống cái mask không quý vị? Khá giống đúng không? Nó hơi lạc lẻo một chút nhưng mà nó khá giống đúng không? Ok. Nó actually exactly like a mask. Channel đó mình có thể làm cái mask rất là dễ. Thí dụ như bây giờ này hiện nhìn cái này. Đúng không? Hồi nãy mình tính làm gì? Mình tính làm bầu trời cho nó tối xuống đúng không? Ra đó if mình dùng cái này làm một cái selection rồi từ cái selection mình sẽ đổi nó qua cái layer mask đúng không? Thì mình có thể dùng cái này as a selection easily. This is pretty good fit for cho cái highlight mask của mình. Thành ra quý vị có nhớ cái này mình đã làm rồi. Mỗi khi mà mình thấy cái mask ví dụ như bên này em thấy cái mask này nè, all we have to do is hold down cái control key đúng không? Click on it là mình có selection đúng không? Thì cái đó nó work exactly the same với cái channel. Thì nếu mà hiện muốn một cái selection out of cái blue nó look the best này. Mình cũng có thể chọn thằng này được luôn nhưng mà chọn anh ra mình hold down cái control key đúng không? Mình click vào cái blue này. Thì mình sẽ được một cái selection. Quý vị hỏi selection này là cái gì vậy? Thì by definition cái này á cái red green blue channel này á, là nó present represent cho cái selection của cái highlights. Ok, nhưng mà cái highlights á là giữa cái scale từ 0 tới 100, 100 being brightest thì cái highlight này là từ 50 cho tới 100, tức là nó một nửa của cái sáng. Ok, có ai không hiểu không? Always khi mà quý vị vào cái channel này là quý vị có 100 cho tới 50 là cái phần sáng, nửa của cái phần sáng của cái tấm hình quý vị là sẽ được select.
Ok, khi mà mình có selection rồi đó thì all we have to do á là mình create một cái curve, đúng không các bạn? Đấy, thì cái curve này good for highlights, mình sẽ đặt tên nó là highlights. Ok, khi mình có highlight này thì mình làm gì? Giảm ánh sáng của highlight xuống, đúng không? Right there. Okay, work just like the other one. Đúng không các bạn? Right, that's pretty cool. Now, bây giờ là Hiền muốn làm một cái thằng đen. Ok, hồi, nhớ nhớ ba thằng này không? Mình muốn một cái thằng shadow, đúng không? Bây giờ là all we have to do is go to channel là lấy thằng shadow thôi, đúng không? Có gì đâu khó. Problem là there is no shadow here. Vì thấy cái problem không? Problem này nó chỉ có 50% bright thôi. Không có gì khác. Quý vị mà muốn khác là quý vị phải do something. Okay. That's a problem. Thì đó bây giờ nè. Quý vị vào đây nè. Okay, bây giờ để hình hỏi có confusing. Okay. Thì bây giờ đó mình đã học cái mask rồi đúng không? Bây giờ đó, bây giờ hiện có cái bright, hiện muốn cái dark thì sao? Thì I just make a copy, right? Control J nè. Thôi thôi không cần. Oh yeah. Okay, Control J nè. Okay. Nhưng mà Hiền sẽ đổi thằng này lại. Hiền muốn cái phần đen nó sáng lên, đúng không? Sẽ làm cho nó sáng lên. Nhưng mà cái mask này ngược, đúng không? Ngược thì sao quý vị? Từ bright mà mình muốn đổi qua dark thì mình làm gì? Control I, đúng không? Boom. You got it, right? Nhưng mà cái này no longer channel. Channel luminosity là nằm bên channel này nè. Không có, đúng không? Nhưng mà quý vị nói là bất cứ cái gì mình làm bên này được cái channel nó giống y thôi. Bằng chứng là bây giờ nè. Cái Hiền sẽ lấy cái thằng, lấy thằng nào cũng được, nhưng mà Hiền sẽ lấy thằng blue. Cái Hiền kéo xuống cái cổng này, make một copy. Okay. Rồi Hiền sẽ đặt tên nó là dark 50, tức là 50% dark. Ok. Xong rồi. Bây giờ đó, cái thằng bên kia mình dùng cái gì? Control I để mình làm ngược, đúng không? Thì thằng này mình làm gì? Control I ngược. That's all you have to do. Ok, thành ra đó, khi mà mình vào trong cái channel này, mình có thể create more map. That's the idea. Right? Ok, có ai không hiểu không? Ok, rồi. Bây giờ đó, mình về lại đây nè. Ok, hồi này là mình... Khi mà quý vị thấy đỏ như vậy là sao quý vị? Tại vì cái channel này mình select không có, không, mình không có select RGB. Mình phải select cái đúng thì nó mới không đỏ. Cái đỏ là cái nó warn mình. Nhưng mà không sao. Cũng don't worry too much about it. Hay lấy thằng này. Thì thằng này nó mới hết đỏ. Ok, okay thì á. Bây giờ hiện số quý vị thêm một cái nữa. Ok. Cái này là ít có người biết lắm. Tại vì người ta chỉ học qua cái channel thôi. Nhưng mà cái Hiền muốn prove quý vị những cái mask này với mấy cái channel nó giống giống nhau lắm. Không có gì khác hết. Bây giờ nè. Mình có highlights. Đúng không? Rồi mình có shadows. Đúng không? Rồi bây giờ mình muốn midtone là mình làm sao mình có midtone được quý vị? Quý vị đoán thử cho Hiền coi.
Cái này nó very clever nha. I didn't think of it. I just learned it. Much wiser people, right? That's the idea. That's how you learn. Thì đó, khi mà Hiền make cái selection, bây giờ là highlight này, right? Mình make cái selection của nguyên cái tấm hình. Đúng không? Mình vào đây là mình có thể select all nè, control A. Khi mà Hiền select all là vậy đó, một cái tấm hình nó có cái gì? Một cái tấm hình nó sẽ có highlights, đúng không? Nó có shadow, nó cũng có luôn mid-tone, tại vì everything của một cái tấm hình là nó có ba cái, tại vì mình chia nó ra làm ba mà. Đúng không? Thì bây giờ đó, nếu mà Hiền có một cái selection là all of it, rồi Hiền có một cái selection là shadow, có một cái selection là highlight, nếu mà Hiền lấy cái nguyên này nè mà Hiền trừ cho hai thằng này á, có phải là mid-tone nó còn lại không? Đúng không? Very simple, right? Just simple math. Nhưng mà cái key á là how do you do it? Ok. Thì cái này là mình phải nhớ nè. Muốn trừ á, nhớ là không biết quý vị có nhớ cái bài học selection không, mình dạy lâu quá rồi chắc quý vị không nhớ rồi. Trong đó nó có cái cộng, cái trừ, đúng không? Một cái là nhân nữa, đó là intersect đó. Ok. Thì đó, những cái shortcut của nó đó, nếu mà trừ á là mình bấm cái ordinate đổi qua trừ. Đúng không? Mình ấn cái shift đó, là mình cộng. Ok, thì cái key mà mình mà muốn cộng trừ cái này là mình phải hold down thêm một cái key nữa là cái control key. Thành ra đó, trong cái trường hợp mà bây giờ Hiền lấy nguyên một cái nè. Ok. Rồi Hiền muốn trừ cái thằng shadow ra, Hiền hold down cái control key, hold down cái ordinate key. Ok, hover đây quý vị thấy cái dấu trừ ở đâu không? Thấy dấu trừ không? You see dấu trừ không? Bấm cái này. Là trừ thằng shadow. Bây giờ mình trừ luôn highlight. Trừ luôn highlight. Hiện nay nó nói là no pixel. Cái này thì khi nào mà nó không có đủ, nó không có số. Và quý vị bấm đây nó biến mất. Nhưng mà you still have a selection. I prove it to you bằng cách create another curve. Đấy. Cái curve này là mid-tone quý vị. Tại vì mình đã lấy cái total, mình trừ cái thằng shadow, mình trừ thằng highlight. Còn lại là thằng mid-tone. Thì quý vị thấy cái mid-tone này nó hơi khác với mid-tone kia không? Tại vì thằng color range nó không có nó không có nhuyễn bằng cái channel highlights. Nhưng mà nó is basically the same. Nó just look different. Ok, thì bây giờ hồi nãy cũng giống như hồi nãy hiện là mid-tone là cái gì? Medium. Okay, rồi, again, I'm going to group this. Control G. Đấy, đặt tên nó là channel. Chị Loan thấy có dễ hiểu hơn chút nào không? Hay là còn khó hiểu hơn nữa? Hôm kỳ này anh dạy rất là dễ hiểu anh. Oh, Hiền. Cảm ơn chị. Dạ, dạ, con hiểu rồi anh. Một cái đèn bật lên. Cảm ơn anh Hiền. Có gì Hiền sẽ mang gift cho chị tới sau nhà, chị khen thêm nhiều chút. Ok, rồi. Bây giờ chơi. Thì bây giờ đó. Thì bây giờ quý vị giờ hiểu được là mình có thể cộng được, mình có thể trừ được. Tí nữa Hiền sẽ show quý vị có thể nhân được luôn. Nhân tức là intersect. Okay. Thì bây giờ đó, cái idea đó. Bây giờ để Hiền make another snapshot. Bây giờ là một cái data point cho quý vị nè. Quý vị thấy đây là chưa sửa đúng không? Đây là cái thứ nhì, đó là cái color range. Quý vị thấy color range á, so với cái này
Cái này nó a lot less murder, nó a lot clearer. Thành ra đó, at least đối với hiện, cái channel luminosity mass nó more fine, finely tuned hơn là cái thằng color range nó very rough. Vì nhìn thấy mấy cái nước này nó very rough, nó không có fine. Ok, nên mình không có sửa được nhiều. Thành ra đó, color range nó bù lại rất là dễ xài. Nhưng mà nó không có đẹp bằng cái luminosity mask dùng channel. Đó tại sao mình vẫn phải học channel luminosity mask. Nếu mà nó as good đó, thì thôi mình bỏ luôn đi. Mình chỉ lấy color range thôi, đúng vậy. That's the reason why we need to know all of it. Để mình làm tùy trường hợp mình muốn cái gì. Có nhiều trường hợp đó, color range is all you need. Không cần gì hơn. Nhưng mà những cái trường hợp này thấy nó không có đẹp bằng. At least to me it's not đẹp bằng. Hello again. Có thể là cái color range đó thì khi mình chọn color nó có, nó kết hợp ba màu green, blue với lại red rồi. Trong khi cái channel thì nó separate ba cái channel, thành ra nó sharp hơn. Nó có thể vậy không anh? Cái channel đó thì nó đã nó chưa làm ba cái channel màu red, green, and blue, cho cái color range đó. Dạ, thật ra cái đó cũng có lý đó anh, nhưng mà nếu mà anh mà dùng cái red, green, blue trong channel nó vẫn đẹp hơn anh. Anh ra đó, cũng không lý, có lý do tại vì nó đã separate sẵn cho mình rồi. Trong khi color range đó thì ba cái màu không, nó trộn không, với nếu, nhau nếu là ba cái anh xài cái này. Nếu mà anh xài cái này đó để mà anh làm cái selection đó thì nó vẫn more fine. Thì nghĩ color range nó làm cho dễ đó, kéo cho nó dễ, thành ra cái calculation nó không có được fine, very fine. Hiện cũng không hiểu tại sao. Đó, với lại khi mình nhìn color range đó, mỗi một cái màu đó thật sự nó là kết hợp của red, green and blue channel rồi. Dạ, thành đúng rồi, đúng rồi. Thì hiện hiểu cái ý anh nói, nhưng mà hiện đã try cái red, green, blue combine rồi. Thì nó vẫn đẹp hơn là cái thằng ca luôn. Hiểu Hiên nói không? Tức là bây giờ đó, ở đây nếu mà mình muốn một cái selection của cái RGB cũng được nữa. All you have to do is just click on RGB. Đồng ý anh ấy nhìn cái dùng cái nó vẫn là more fine, finely tuned. Đúng rồi. Thành ra đó, Hiên đồng ý anh nói cái đó chắc là sẽ có một phần đúng. Nhưng mà không có hoàn toàn, tại vì nếu mà mình chỉ là dùng RGB không á, thì cái này nó cũng sẽ xấu y như color range, nhưng mà nó không có xấu như color range. Hiện đã thử nhiều lần, nó vẫn đẹp như thường. As a matter of fact, anh, you can barely tell between. Okay. Rồi, okay. Bây giờ đó, control D để deselect. Ok, bây giờ đó, cái data point mình có rồi. Thì bây giờ thì tạm thời sẽ disable everything. Bây giờ là mình sẽ nói là obviously đó, những cái channel này nó không có đủ cho mình xài. Không đủ cho mình xài, nhưng mà cái concept hồi nãy mình có thể cộng trừ nhân chia thêm. Không có chia, chỉ cộng trừ với nhân thôi. Thì mình có thể create a lot more channels. Ok, mình có thể create a lot more channels để mà mình xài cho cái luminosity mask của mình. Thì hiện sẽ show quý vị sơ sơ. Nhưng mà cái idea là nếu mà mình mà create, mỗi lần mà mình làm mình create thì nó tốn quá nhiều công, quá nhiều thì giờ đi, who wants to do it? Nhưng mà luckily cái Photoshop nó có action, đúng không? Thì đó, all you have to do is record một lần thôi, rồi sau đó là nó sẽ generate cho mình. Thì mình đâu có cần phải làm nhiều. Thì hiểu không? Ok. À đó. Cái idea đó là như vậy đó. Thì bây giờ hiện sẽ show cho quý vị cái cách
mà generate hồi nãy hình đã làm một lần rồi, nhưng mà I will show it to you again. Ok. Thì đó, bây giờ nè, mình có thể lấy RGB channel hoặc là mình có thể lấy blue, lấy red, lấy green. As a matter of fact, mấy cái action mà hiện generate là hiện xài cái RGB, chứ hiện không có xài. Tại vì hiện không có biết cái nào là nó better, đúng không? Hiện xài cái average, xài RGB. Ok, nhưng mà trong cái thí dụ này, obviously blue is better. Vậy, vì thấy absolutely blue is better. Thành ra mình sẽ pick cái blue, nhưng mà doesn't really mean. Muốn pick cái nào cũng được. Thì bây giờ nè. Ok. Bây giờ nè quý vị thấy là cái blue này á, là mình biết rồi. Cái này là mình phải nhớ thôi. Cái blue này á, hoặc là cái red, hoặc cái green, bất cứ mấy cái mask này á, là nó, cái selection này nó represent là 50% bright. Ok, tức là từ 100% sáng cho tới 50% sáng là nó sẽ select. That is what it is. Ok, thành ra trước nhất là mình sẽ create. Mình không có muốn mess với cái blue channel này. Mình phải make a copy. Rồi mình sẽ kéo xuống, mình make a copy, nhưng mà thành ra hiện sẽ kéo xuống, make a copy. Okay. Thì hiện sẽ gọi nó là thí dụ như bright. Technically nó là bright 50%. Okay. Thì hiện sẽ gọi nó là bright 50%. Mặc dù cái action của hiện nó không có name như vậy. Hiện name nó bright 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện create 6 cái. I will show you only one or two. Just so that you get the idea. Không thôi nó sẽ tốn nguyên ngày. Không có tốn nguyên ngày, nhưng mà tốn là lot more time. Bây giờ mình có một cái break rồi, mình làm một cái for free, đúng không? Nhưng mà we only get one. Bây giờ mình sẽ create thêm những cái break khác. Giờ thay vì 100 tới 500 thì mình nói 100 tới 75 thôi. Tức là 25% thôi. Thì how do you do it? Nó có một cái định nghĩa này là một khi mà mình nhân nó đó, mình nhân nó với chính nó đó, Photoshop nó gọi là intersect, nhưng mà cái dấu nó là cái dấu nhân, thành ra mình gọi nó là nhân cho nó ngắn. Cái intersect sign nó là cái dấu nhân. Thì khi mà mình nhân nó lại với nhau đó, thì nó half của cái selection, cut cái selection in half. That is the fact. Thành ra mình sẽ dùng cái đó để mà mình generate bằng cách nào. Trước nhất mình sẽ hold down control key, mình bấm cái bright để mà mình make a selection. Khi mà mình make cái selection này là mình có selection của 50%. Đúng không? Rồi đó, bây giờ quý vị phải nhớ là trong cái handout thì mình có viết xuống là cái intersection là mình phải hold down ba cái key. Ok, control on and it với shift cả ba cái. Ok. Quý vị thấy nó có dấu nhân không? Nơi cái ngón tay đó, ở trong cái vòng màu xanh lá cây đó. Vì thấy cái dấu nhân không? That mean là nhân đó. Click nó một cái. Oh, mình ra lại quá hay sao? Mất luôn. Ồ, nó vẫn còn đó. Somehow nó không có show. Ok. Thì khi nó nhân như vậy á, là mình có thể bấm cái này nè để mình create a new one. Thì cái new one này nó lấy cái selection của cái nhân. Thành ra thằng này á, mình gọi nó là bright 25. Tức là bright, chỉ có 25% bright. Chia ra, đúng không? Again, cái này á, mình đã có 25% rồi. Mình hold down control on and it shift. Mình nhấn by itself again. Ok, thì mình sẽ có một cái thằng là 12.5%. Okay, thành ra mình sẽ đặt tên nó là 12 chẳng hạn.
Muốn đặt tên sao cũng được để cho mình nhớ. Đấy, quý vị thấy nè, thằng này là 50% rate nè. Bây giờ để hình deselect, hình chỉ làm ba cái thôi. Okay. Cái này là nó đậm hơn, nó select ít hơn, đúng không? Mấy cái phần tối một chút là nó không có select, nó, cái nào nó không select nó sẽ là màu đen, đúng không? Cái này nó còn đậm hơn nữa, tại vì nó select những cái phần sáng hơn, chỉ có 12% sáng. Ok, nếu mà mình có đủ mấy cái này á, thì we can make a selection very easily bằng mấy cái này, hiểu không? Ok, bây giờ mình create bright rồi đó, còn còn inverse thì sao? Thì mình đã làm rồi đó. Ok, mình chỉ làm control I thôi, đúng không? Ví dụ như bây giờ nè, mình làm thằng này là control bright 50, đúng không? Bây giờ nếu mà hiện làm control I á, thì có phải này nó ngược lại không? Tại vì cái đó là mình chỉ là inverse cái selection thôi. Control I đúng không? Thì bây giờ nó hiện có control I này, nó hiện bấm cái thằng mới này. Ở đây nè. Did I invert it? Thật ra cái này á, chắc ăn nhất á, là mình á, làm như này, làm cho nó chắc ăn. Tức là mình lấy cái bright 50 này như vậy. Mình make a copy. Đúng không? Xong rồi mình do control I. Đó, bây giờ mình switch. This is the right one here. Thì bây giờ mình đặt tên nó là dark 50. Đúng không? Khi mình có dark 50 rồi, mình sẽ make a selection bằng cách hold down control, select nó. Ok. Rồi. Thì bây giờ đó mình hold down control on and it shift again. Okay. Click on itself. Okay. Thành ra mình sẽ có 25% dark thôi. Okay, you get the idea. Có ai không hiểu không? Không hiểu nói gì nha. Ok, thì mình just keep doing it until you get ơi. Yeah. Cái thay vì anh làm cái step đó thì thí dụ em làm, em bấm cái bright 25 rồi em invert nó thì nó cũng giống nhau không anh? Exactly anh. Yeah, there's many ways to do it. Ok. Right. Là mình hiểu được cái principle đấy không? 25 rồi mình chỉ invert thôi. Thì mình làm sao cũng được hết. Ok, thành ra nó có nhiều nhiều cách để mình làm. Exactly, như vậy là anh hiểu rồi đó. Anh hiểu rất là rõ rồi đó. Ok, thì bây giờ đó mình sẽ không có show quý vị cái dark nữa. Với là cái bright nữa, tại nó tốn nhiều giờ quá. Thì bây giờ đó, như là hồi nãy hiện show quý vị là cái gì? Hiện show quý vị là nếu mà mình select the whole thing, đúng không? Ví dụ như mình nói control A nè. Mình select the whole picture, đúng không? Xong rồi á, mình sẽ trừ cái thằng bright với cái thằng dark ra thì mình có midtone, đúng không? Hồi này hiện show quý vị rồi. Nhưng mà hiện show nó ở bên cái layer mask thôi. Here is the same thing. Mình hold down cái control alternate nè. Là trừ nè. Bây giờ mình có nguyên cái rồi, hồi nãy hiện làm control A đó. Okay. Bây giờ hiện sẽ trừ cái thằng bright ra nè. Trừ thằng bright nè. Xong rồi hiện tới thằng dark, hiện trừ thằng dark. Hiện này nó nói là không có show được nữa. Okay. Thì cái lúc mà Hiền bấm cái thằng này. Ok. Thì thằng này có phải là midtone 50 không? Ok, you get the idea. Thì we keep doing it. Mình lấy cái thằng bright 25
mình lấy cái total mình trừ cho cái thằng bright 25, trừ cho cái thằng dark 25 thì nó ra mid-tone cho 25. And so on so forth. Mình có thể create as many as you want. Okay. Nhưng mà hiện sẽ không có làm cho quý vị hơn nữa. Chỉ có cái concept that is how you generate. Okay. Nhưng mà luckily mình có action, thành ra mình sẽ dùng action. Thành ra save được a lot of pain. Thì bây giờ hiện sẽ delete hết mấy này. Này phức tạp lắm. Luckily, you don't have to do it. You do it so that you understand thôi, nhưng mà you don't need to do it. Okay. Thì đây nè. Các vị thấy đó, make sure mình về lại layer, make sure đó, trước khi mà mình generate action, mình make sure là cái layer mà mình muốn nó đúng. Tức là trong trường hợp này, cái layer mà mình muốn make mấy cái channel này là cái background, chứ không có phải one of these up here. Nếu mà mình dùng mấy cái up here, nó sẽ là chưa chắc nó đã work. If you're lucky, it still work, nhưng mà chưa chắc nó đã work. Thành ra make sure đó là you highlight cái đúng. Okay, xong rồi đó. You can do it here or you can do it in channel. It doesn't really matter. Nhưng mà thí dụ do it here đi. Bây giờ quý vị vào action. Okay. Thì nó, nếu mà quý vị launch cái nếu quý vị launch cái action của Hiền thì nó look something like this, tổng hồ luminosity mask. Okay, thì nó có ba cái choice. Okay. Một là create a channel mask. Cái là delete, còn một cái là create mấy cái curves. Lần này Hiền nói cái này nó chỉ confuse the issue. Thành ra hiện không có show quý vị cách xài này. You can play with it. Nhưng mà cái đó nó không cần thiết. Tại vì một khi mà you có cái channel mask, you can create một cái curves mask easily. Đúng không? You don't need cái action này để mà. Tại vì cái action này nó very clumsy. I don't really like it. And now bây giờ mình sẽ concentrate vào cái create này. Okay. All you have to do is bấm nó. Xong rồi cái play này nè. Mình bấm cái play. Sẽ có một cái warning. Just bấm. Khi xong rồi mới vào channel nè. You see. Hiện generate 18 cái. Cho quý vị. 6 cái bright. Okay. 6 cái dark. Với là 6 cái mid-tone. Okay. Nếu quý vị muốn cũng là nhân chia cộng trừ theo cái cách hiện làm. Create more. Có nhiều cái nó create many many finite, nhiều lắm. Nhưng mà đối với 18 cái là quá đủ rồi. Nếu quý vị mà 18 cái này mà quý vị còn chưa có làm được nữa thì thôi, chắc là không làm được quá, đúng không? Thành ra đó, that is the action. Action nó sẽ save in a long time. Nhưng mà bây giờ mình delete mấy cái này á, Hiền đã nói trước với quý vị rồi đó, you cannot highlight all of them, delete it one. You gotta delete one at a time. Thành ra Hiền làm một cái action khác gọi là delete. Tại vì khi mà quý vị xài xong rồi mà quý vị để nó ở đây đó, nó tốn rất là nhiều memory, là một hai nữa nó chậm cái máy quý vị lại. Thành ra you should delete it bằng dùng cái action này, bấm delete. Okay. Nó immediately delete everything. Ok. Rồi. Bây giờ đó, thật ra đó, I need to show you cái next lesson đó, là Hiền sẽ show với quý vị cách dùng apply image để mà dùng mấy thằng con này. Okay. Lần trước Hiền show quý vị, nhưng mà Hiền I made you guys even more confusing. Thành ra lần này hy vọng đó để chị Loan cuối cùng sẽ hỏi chị Loan cái chị Loan có thích hay là không thích là được. Chị Loan mà thích là ok. Phải không chị Loan? Chị Loan là bao giờ cũng cổ vợ cho Hiền hết. Dạ dạ anh Hiền. Như vậy là phải cố gắng thức chứ không dám ngủ gục rồi. Ok bây giờ Hiền sẽ create cái mask lại. Ok. Bập cái này đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ go in here, nó create all of it for us.
đúng không? Rất là dễ, có cái action nó làm rất là dễ. Mà bây giờ nè, để mà nói với anh Thắng nè, anh Thắng hiện dùng cái RGB để anh create mấy cái này đó, thành ra đó nó vẫn là very fine selection chứ nó không có bị như thằng color range. Thằng color range nó rất là rough, nó không có nhuyễn như mấy cái này. Cái này nó rất là đẹp, beautiful, beautiful. Nó giống như một cái black and white, look like a black and white picture, more than a selection. Ok, rồi, bây giờ đó, hiện cho show với quý vị. Tự nhiên cái này, selection đúng không? Ok, bây giờ hiện cho show với quý vị là cái cách dùng apply image. Apply image là cái gì quý vị? Mình có xài apply image chưa vậy quý vị? Hình như lớp này mình chưa dạy apply image phải không? Có ai nhớ không? Nhắc Hiền dùm đi. Hình như chưa phải không anh Hiệp? Chưa, chưa. Okay. Lớp này chưa. Dạ, dạ, cái chưa. Cái apply image này đó, mấy năm trước thì Hiền có nói, nhưng mà năm nay là Hiền không có nói. Apply image đó, lớp thứ ba mình sẽ có nguyên một cái lớp dedicated để dạy apply image. Tại vì apply image này you can do a lot with it. Ok. Nhưng mà hôm nay mình chỉ show quý vị apply image để mà xài mấy cái channel luminosity mask. Lý do mình xài cái luminosity mask mà dùng apply image là tại sao quý vị? Tại vì cái khó khăn là cái khó khăn này nè. Mình nhìn đi nè. Mình quớ mắt luôn đúng không? Nhìn mình thấy đen trắng tùm lum tùm la, làm sao mình biết cái nào để mình chọn được? How do we know which one to use? Thì cái thí dụ của mình á là mình dùng cái thằng bright này để mình giảm cái ánh sáng xuống rồi, nhưng mà đó mình làm là mình phải làm xong rồi mình coi mình thấy nó có đẹp đủ không, nếu mà không đẹp đủ thì mình phải làm lại như vậy chết rồi, thấy không? Nó so inefficient. Thành ra nếu mà như vậy thì quý vị đâu có muốn dùng cái luminosity mask làm gì nữa không? Quý vị để ý nó có rất là nhiều người bán những cái utility là luminosity mask này nha. Người ta sở dĩ người ta bán được tại vì nó dễ xài. Nhưng mà hôm nay đó qua cái apply image hiện số quý vị nó cũng dễ xài. Nó không có dễ xài bằng những cái kia đó, cái kia người ta charge quý vị $100. Of course nó sẽ dễ xài hơn. Nhưng mà mình không cần mấy cái đó, mình vẫn dễ xài được như thường. Thì đó, trong này là mình xài rất là khó, tại vì mình không có đoán được là cái effect nó sẽ như thế nào. Đúng không? Nó rất là khó đoán. Nhưng mà với apply image thì nó tương đối dễ hơn. Tương đối thôi. Ok. Thành ra cái lý do nó tại sao đó, you need to learn okay, enough quảng cáo cho. Okay. Apply image làm sao quý vị? Apply image là mình có thể dùng một cái process, mình apply những cái change mà mình muốn vào trong một cái image. Mình có thể đổi màu, mình có thể đổi ánh sáng, mình có thể đổi anything dùng cái apply image. Cái apply image nó làm được rất nhiều thứ, including nó apply cái channel vào trong một cái mesh cho mình. Okay. Thì hôm nay đó, cái lý do chính là mình chỉ học apply image để mà apply cái luminosity mask vào trong cái layer mask cho mình. Ok. Thì trước nhất đó, bây giờ mình sẽ apply cái gì? Trong cái thí dụ này mình đi nhà ôn lại. Mình sẽ apply một thằng shadow, một thằng highlight, một thằng midtone đúng không? Okay. Thì trước nhất thì mình sẽ làm cái thằng highlight strip. Thì mình vào đây, mình create một cái curve đúng không quý vị? Ok, cái curve này have no selection, no mask yet. Mask màu trắng tức là nó show everything. Thì bây giờ hiện giảm cái curve xuống. Đúng không? Ok, bây giờ đó, what I need to do is to get một cái luminosity channel mask vào trong này. Thì đây là lúc mà mình dùng apply image. Make sure cái curve này nó highlight. Ok quý vị,
make sure nó highlight đấy. Bấm cái này đấy, nó có cái viền này, này. Nếu mà qua đây là quý vị thấy nó không có cái viền không? Không có cái viền tức là nó không có highlight đấy. Có cái viền này, này. Là nó highlight đấy. Ok, có ai không có thấy cái đó không? Ok. Rồi, một khi mà mình có này rồi đó, mình vào trong image. Ok, rồi quý vị xuống đây nè, quý vị thấy nó có cái apply image đây không? Ok, mình sẽ bấm apply image. Thì một cái dialog box này nó hiện lên. Box này là cái gì? Trước nhất á, apply image này á, nó sẽ nói mình identify cái source. Cái source á, là cái tấm hình. Ngay bây giờ mình chỉ có một tấm hình active, thành ra mình chỉ được chọn một tấm hình thôi. Cái apply image này nó so powerful. Quý vị có thể dùng một cái tấm hình khác để quý vị apply nó vô trong cái tấm hình này. That's how powerful it is. Thì sau khi mà mình có một cái dedicated class để dạy apply image, I will show you that. Mà hôm nay mình sẽ không có nói thôi. Mình có thể chọn bất cứ tấm hình nào để mà mình apply cái image vào. Nhưng mà mình sẽ không có dùng tấm hình này. Thế nên mình chỉ dùng cái tấm hình chính nó thôi, là tấm hình này. Đúng không? Rồi nó hỏi mình muốn cái layer nào vậy? Ok. Cái merge layer tức là nó lấy all of cái active layer này. Trong trường hợp này mình chỉ có một cái layer, thành ra it doesn't matter. Merge hay là cái curves đều giống nhau hết. Thế nên mình just leave it at merge. Nếu mà mình có nhiều cái layer khác nhau mà mình có những cái layer mình không muốn, either mình unclick nó hoặc là mình chọn đúng cái layer mà mình muốn, đúng không? Thì trong cái trường hợp này cái mà mình muốn là cái background, nhưng mà cái merge với cái background nó exactly the same. And it doesn't really matter. Immediately quý vị thấy là nó bỏ một cái mask vô rồi, nhưng mà cái mask này we don't really know what it is. Đúng không? Nhưng mà quý vị thấy nè, immediately đó, cái mask này nó apply cho cái tấm hình liền. Cái đó tại sao nó nói là apply image, apply vô tấm hình liền, đúng không? Thế nè, ví dụ để hiện tạm thời disable nó nè. Không có disable được tại vì mình đang có này. Ok, thành ra đó. Rồi bây giờ nè, để mình giải thích nè, how this one works. Thì nó nói mình gì? Ngay bây giờ nó chọn cái channel là RGB. Chọn cái channel RGB này là cái gì quý vị? Là 50% right, đúng không? Hồi nãy mình nói rồi, trong cái channel này nè. Cái RGB là 50% right. Ok, Hiền cũng có thể chọn red. Là 50% right. Mà dùng red. Hồi nãy mình chọn blue, đúng không? Chọn blue. Quý vị thấy cái beauty của nó là cái gì? Beauty của nó là cái gì? Quý vị có thể spot được liền không? You have a real time preview right here. Okay. Beautiful preview right here. Red nè. Blue nè. You immediately see cái result. Quý vị thấy nó wonderful không? This is how you will be able to use make a channel. However confusing, you don't care. Đúng không? Tại vì thằng này nó sẽ show you exactly what it's going to look like. That's the beauty của apply image. Okay. Now you guys don't have to buy mấy cái aftermarket thing. Dùng Luminosity Mask, dùng apply image, and that's all you need. Bây giờ nè, một khi mà mình có mấy cái channel đó, okay, they all show up here. All of them. They all show up, all 18 of them. Nãy giờ nói là bright one. Ok. Thì cái bright one này nó giống y như là cái RGB, tại vì hiện dùng cái action là RGB. Nãy anh Thắng thấy không? Nó vẫn đẹp hơn cái color range. You can tell. Đó tại sao hiện lúc mà anh nói tại vì nó combine RGB đó, nhưng mà không có đúng, tại vì cái này là combine RGB nó bằng được. Xin lỗi anh Hiền, hồi nãy anh Nhượng. Nhượng, I'm sorry. Xin lỗi nha anh Thắng, anh Nhượng nói you both sound so good. So mình cứ nghe giọng hai anh là mình thấy là master.
To me, I relate là master. Thành nên hai anh nó dòng rất là giống nhau. Hai anh em. Hai em xin lỗi. Hiền, hiền lộ, xin lỗi nha. Hồi nãy nhớ. Thì đó, bây giờ nè, anh Nhường với anh Thắng là với là mọi người là đều thấy nè. Ok, rồi bây giờ đó Hiền đâu cần, bây giờ Hiền muốn nói cái breakthrough, muốn thấy cái breakthrough như thế nào. All you have to do is do this. Breakthrough nè. Ok, breakthrough nè. Cái này hay quá. Different. Nó rất là dễ xài đúng không? Dạ, hay quá. Nó là real time. Dark nó lại ngược lại. Thành ra đó. Nhưng mà cái này đó, that's not the end of it. Ví dụ như mình xài cái break one hồi nãy. Okay. Đó không phải là the end of it. Nó còn cho mình dùng những cái blending mode khác nhau nữa. Cái blending mode từ default là multiply. Hiền recommend quý vị xài multiply. Nhưng mà you can go and do anything else. Again, you can see it for real, real life, real time review. Well, real time, you don't even have to click it. And that you can tell. Okay, right. Hey, how wonderful is it? Thằng này cũng vậy nè. Thì không, thằng này phải click. Some reason I wish là mình có thể trà lên nó biến thì quá good. Nhưng mà trên này mình phải click. No. Nhưng mà that is just a little bit inconvenient mà cũng không bao nhiêu. Ok, rồi lại thêm một cái nữa đó quý vị. Quý vị thấy cái mask dưới này không? Này nè. Ok. Là nó cho mình trừ cái thằng ở trên này. Trừ cho thằng này giống như hồi nãy Hiền show quý vị đó. Mình có thể trừ bằng cách mà mình dùng control on it. Mình có thể trừ cái selection. Mình lấy cái selection thứ nhất. Mình trừ cho cái thứ hai. Ví dụ như Hiền nói rồi. Trừ cho cái break two. Ok. Thì mình sẽ có một cái hiệu ứng khác. Mình có thể trừ trong cái dark two. Hiệu ứng nó khác. Tức là cái possibilities endless. Nếu mà mình không trừ, mình có thể invert nó thành ra cộng. Ok, thành ra mình có thể cộng trừ một cái mask. Một cái channel khác nữa. Đúng không? Mình có thể lấy một cái channel trừ cho một cái channel. That is really powerful. Nhưng mà nếu quý vị mà xài không rành, thì Hiền recommend là just don't use it. Tại mình use trên này là đủ rồi. Tại mình có đến 18 cộng 4 là 22 cái choice. 20 cái choice. Tại vì cái bright one với cái dark one are the same. Không, mình có 21 cái choice. Cái bright one với là cái RGB nó the same. Ok quý vị, thành ra đó khi mà quý vị có extra channel ở đây thì nó đều show up trong này hết. Rồi có ai không hiểu cái này không? Anh Hiền à, nếu mà mình không có mấy cái channel nó thì sao? Không mà có mấy cái channel thì nó chỉ show 4 cái thôi anh. Đây nè, giờ Hiền delete mấy cái channel này. Phải cancel này trước. Ok, delete xong rồi đó thì quý vị sẽ buồn 5 phút. Tại khi quý vị vào đây đó. Quý vị apply image á. Nó chỉ còn có 4 thằng thôi. RGB, red, green, blue thôi. Ok. Khi mà okay. Mình create it, phải cancel này trước. Create channel thì mấy cái thằng channel nó show hết. Ok. Thank you. Dễ hiểu rồi gì đấy. Mình phải chọn cái này nè, lúc đó nó, mình phải chọn cái này nó mới, hồi nãy nhắc nó chọn cái gì khác. Ok, bây giờ nè,
Mà cái này nó cũng có cái invert nữa, tức là mình mà bright one nó mình muốn dark one nó mình cũng invert nó được. Okay, and we can do a whole bunch. Yeah. You can invert it here too. And nó rất là lợi hại. Cái default là trừ, okay? Invert là cộng. Thành ra mình mà chọn cái mask này nó sẽ trừ. Nhưng mà cộng trừ một hồi nữa mình nổ tung cái đầu luôn. À, thôi mình đừng có làm nhiều quá rồi mình chịu không nổi. Và cái idea là mình dùng cái này để mà mình apply cái mask của mình rất là hiệu quả. Okay. Quý vị thấy là cái này nó sẽ đổi real time. Thế mà mình đổi ở đây nó sẽ đổi ở kia liền. Bùng, thằng này đổi liền, thấy không? Liền lập tức. Đổi qua rate 2. Thằng này nó đổi liền. Very quick. Nó apply cái mask này vô trong cái mask này immediately apply image. Ok, quý vị có câu hỏi nào không? Cái này khó hiểu quá không hay là sao? Hôm nay là thấy dễ hiểu hơn lúc trước đó anh Hiền. Dạ, kỳ này anh Hiền dạy rất là rõ. Cảm ơn. Giờ chỉ cần thực tập thôi ha anh Hiền. Dạ, yeah, cần thực tập thôi. Hiền sense là chị Nina có vẻ là không có nắm vững được cái này hả chị Nina? Chị có cần học thêm không? Chị muốn thì khi nào chị nói thì I can go online show you. Nhưng mà nếu mà effective hơn á, thì chị soạn sẵn những cái phần nào mà chị cần phải help đi. Thì Hiền có thể get on một cái special session show cho chị. Ok, tại vì đó, nếu mà chị mà không có theo kịp á, thì cái lớp thứ ba nó sẽ không có helpful với chị đâu. Tại cái lớp thứ ba là mình sẽ deal với a lot of advanced topic. Ví dụ như cái blending của Hiền á, cái blending ba tấm lại đó là quý vị phải biết xài mấy cái mask này. You have to apply mấy cái mask này trước. Đó tại sao đó, ngay bây giờ đó mình apply mấy cái mask này. Mình dùng color range, mình dùng hiện chưa có dạy blend if, right? Thật ra anh Hiệp cũng có dạy rồi nhưng mà mình chưa có làm detail. Mà blend if is another equation into this one. Một cái another variable into the equation. Nhưng mà mấy cái đó tôi nghĩ là chắc là mình, thí dụ như mình sửa portrait hay là sửa phong cảnh hay là mình sửa cái gì đó thì mình nói là mình apply cái plan if. Thí dụ như là sửa mặt người kỳ trước mình cũng đã nói về frequency separation, nó cũng có subtract yeah. add rồi trong cái apply image rồi, right? Yeah. Thành ra ôi dạ, cái đó là another use của apply image hay không? Thấy mà làm frequency separation đó. Cái này là nếu mà mình có cái application đó thì họ họ dễ apply trong cái hình của họ hơn là general. Nhưng mà sợ đó là nếu mà for the lack of a better word là Hiền là quote unquote là Hiền nói là học tủ. Khi mà mình học tủ như vậy nó cũng có cái lời là mình bypass a lot of cái background behind này, nhưng mà bù lại rất là dễ quên. Yeah. Tụ xong là quên liền. Dạ đúng, dạ đúng. Trước nhất là phải hiểu rồi nó mới nhớ được anh Hiền. Không hiểu là không tài nào nhớ hết đó. Nhưng mà anh Hiệp nói đúng, Hiền đồng ý là mấy cái blend if mà dạy trong mấy cái blending mấy cái này nó chỉ là confuse cái issue more. Nên mình sẽ không có dạy mấy cái đó apply vào trong những cái mask này nọ. Nó quá trừu tượng. Mask là mask, ok. Thì mình chỉ chú trọng vào hai cái loại mask tự động. Một là color range, là quick and easy, dirty, quick and dirty. Đối với Hiền, đó quick and dirty. Nếu mà muốn mà làm cho thiệt đẹp á, thì mình nên dùng cái luminosity mask qua cái trên. Thì cái lúc mà mình sửa màu, sửa ánh sáng nó rất là đẹp. Dùng color range không có đẹp đâu. Color range thường là mình dùng để mà mình thay bầu trời này nọ. Thì ok. Nhưng mà để cho những cái mà khám thì khi để sửa màu, tăng cường độ ánh sáng này nọ thì còn dễ. Nếu mà mình sửa màu, sửa đồ tăng lên á, mình cần
cái luminosity mask này để cho nó sửa mà mình không thấy sửa, right? Tại vì nó so gradual. That is what you need, cái luminosity mask từ cái channel mà với, dùng với cái lại, image này. Yeah, go ahead. Với lại cái luminosity mask này nữa, nó có cái lợi nữa là không có để bàn tay lông lá. Yeah, không exactly. Make selection. Manually make a selection. Nhưng mà anh Hiền ơi, nếu mà cái hình mà mình chụp thí dụ như là quá sáng cái nỗi mà nó mất detail, hay là quá tối trong shadow nó không có detail, thì nếu mà mình có dùng cái luminosity mask đi nữa, mình cũng đâu có là recover được, phải không anh Hiền? Dạ, vâng, đúng rồi thưa chị. Đó tại sao đó là trong những cái lớp lý thuyết của mình đó, là mình nói make sure đừng có burn nha. Nếu mà burn thì mình phải làm 2-3 tấm cho mình về mình hòa nó lại, đúng không? Để cho nó khỏi burn, như chị Loan nói. Khi mà mình burn rồi, mình không có data gì hết, lấy đâu mình recover. Anh em ơi. Dạ. Dạ. Nếu vậy mình có thể dùng apply image đó. Mình apply cái bầu trời mà không bị burn đó, từ một tấm khác sang cái tấm này được không? Cũng được anh, cũng được. Nhưng mà cái đó, cái apply image đó là thật ra nó phải dùng một cái gì đó để mà nó chọn cái selection của mình. Miễn sao mà cái selection của mình mà chỉnh đó, là mình thì yeah, you can do it. Thật ra hình không, như nhưng mà blending hình cũng có show apply image phải không ta? Lâu quá anh quên rồi. Không, nhưng mà nếu mà cái mặt trời, cái bầu trời của anh Nhượng á, mà nó không có detail, nó sáng bọc như là mặt trời, chụp lúc mặt trời đó, thì bây giờ anh có kéo, nó chỉ là ánh sáng thôi, nó chỉ làm tối đi thôi. Anh apply một cái hình khác, nó có mặt trời, nó tối đi. Nhưng mà nó không có detail gì trong cái bầu trời của anh đó. Nó không có texture, basically là vậy. Cái này nó chỉ dạ, không anh cho anh Hiệp, anh Nhượng, ý anh nói tại vì hồi nãy Hiền nói là mình có thể dùng một cái tấm hình khác. Uh-huh. Okay. Thành ra yes, the answer is yes, you can do it. Okay. Okay, cái đề tài này rất là hay nhưng mà cứ phải thấm từ từ anh ơi. Dạ đúng không, rồi, thực ra nó cái mà không biết anh nói cái gì, năm đầu tiên không biết anh nói cái gì hết. Không, bây giờ cho cái thực tập cho anh Nhượng là để anh lấy cái bầu trời mặt chụp mặt trời rồi lấy cái bầu trời của cái hình khác để vô. Đứng đây. Ok rồi cho tụi này biết cái kết quả như thế nào. Được, tôi có một tấm hình, tôi có tấm hình mà tôi cái khó nhất, không biết các anh sao, cái khó nhất là mình muốn mình làm cái gì với tấm hình. Thì có được tấm hình rồi, nhưng mình muốn làm cái gì với tấm hình, cái đó tôi thấy là rất là khó. Cái đó bây giờ tôi còn đang bị trở ngại chứ không phải mình anh đâu. Dạ, đúng rồi. Không, đúng là anh Nhượng nói đúng là anh Nhượng. Tại nhiều khi mình nhìn tấm hình thì mình không biết mình sửa cái gì. Đúng không anh Nhượng? Sửa chỗ đúng nào? Rồi, đúng rồi. Mình nhìn không biết mình sửa cái gì cho nó đẹp đây. Tại vì mình không phải là nhà họa sĩ, phải không? Thành ra mình chưa có được cái nhìn của cái người họa sĩ. Thành mình nhìn tấm hình không biết sửa chỗ nào. Dạ, yeah. Nhưng mà như là những cái buổi mà phê bình hình của anh Sĩ ấy, mình cũng học được cũng rất là nhiều. Đúng rồi. Cái idea là mình sẽ dùng ánh sáng với là mình dùng màu để mà mình attract cái attention của người. Khi mà biết mình muốn gì rồi đó thì cái kỹ thuật nó tới. Ví dụ như mình muốn show một cái gì đó, thật ra anh Nhượng nói thôi cho Hiền thấy hình của anh rồi. I think you know most of it. Là you know how to concentrate cái sự chú ý của người ta vào trong cái tấm hình của anh nhiều hơn cả Hiền luôn. Thành ra không có sao đâu. You already know how to do it. Chưa, tôi có một tấm mà bây giờ tôi không biết làm sao. Tôi bữa nay học bữa nay đó, thì tôi nghĩ tôi có thể dùng apply image để mà dùng cái channel luminosity mask đó. Tôi nghĩ có thể áp dụng được á. Yeah. Tại vì nghĩ là sẽ được anh. Nhưng mà tôi không biết giải quyết làm sao hết. Nhưng mà tôi nghĩ bữa nay chắc có rồi, có câu trả lời rồi. Hiền nghĩ là Hiền đã có try rồi nhưng mà lâu quá Hiền quên rồi. I'm sorry, nếu mà Hiền wrong thì I apologize ahead of time. But I think you can do it. Mà thường nó là nó dùng những cái tấm hình khác á, nó mix. Thí dụ như là bây giờ nè.
một cái tấm hình của mình chụp ở phía sau nó trống trơn. Ok, xong rồi mình có một cái tấm hình có bokeh phía sau thì gọi đẹp. Cái này thì Hiền nhớ, Hiền đã làm rồi. Ok, thành ra mình sẽ dùng apply image. Mình dùng cái source của cái thằng kia, mình kéo cái đó vào làm cái image của mình. Cái trouble là nếu mình làm không khéo thì nó sẽ lòi ra một cách không có được tự nhiên. Ok, nhưng mà certainly you can do. Tức là mình blend. Nhất là cái bầu trời đó, nếu mà mình lấy ba tấm hình, một tấm sáng, một tấm vừa, một tấm tối chẳng hạn, mình dùng một hai image đó, thì nó, tại vì nó là the same picture mà, thành ra Hiền nghĩ nó sẽ work really well. Thì anh làm thử đi, maybe I will test it as well. That's a good idea. Cái apply image rất là powerful. Thì mình sẽ có một cái lớp dedicated, cái lớp thứ ba để mà mình dạy. Anh Hiền à, muốn hỏi nè, cái luminosity này đó, thì thường thường mình áp dụng vào landscape nhiều hay là chân dung nhiều hơn? Cái áp dụng cái nào cũng được anh. Nhưng mà thường là landscape thì nó sẽ help mình nhiều hơn là chân dung. Chân dung là tương đối rất là dễ. Chân dung là thường là Hiền dùng cái cọ Hiền vẽ là đủ rồi. Nhưng mà tùy nha, chân dung cũng có những cái chỗ mà mình không có xài cái cọ được. Ok, thành ra cái answer là cái này nó sẽ help on everything. Ok, thank you. Yeah, cái luminosity mask á, mà thật ra hôm nay Hiền đáng lẽ ra Hiền phải tìm một cái thí dụ mà có những cái rừng cây chẳng hạn. Đấy, phía sau cái bầu trời á, cái bầu trời với là có cây lá đó. Thì lúc đó như anh Hiệp nói là mình mà dùng cái cỏ không, hoặc là mình dùng mà không khéo là bàn tay lông lá nó sẽ làm tùm lum. Thí dụ mình nói mình muốn làm tối cái bầu trời mà mình làm tối được cái bầu trời thì cái lá nó cũng sẽ bị đen, đúng không? Thì mình dùng luminosity mask thì mình sẽ không có bị. Trừ phi cái lá nó cùng một cái luminosity với cái bầu trời, which is impossible. Như vậy là mình, nếu mà mình biết xài cái luminosity mask này nè anh Hiền, thì mình không có cần phải làm burn and dodge, xài cái brush làm bằng tay quẹt tùm lum phải không? Yeah, anh Hiền. Mình có thể dùng burn and dodge bằng cái luminosity mask. Luminosity mask, yeah. Yeah, mình có thể dùng mà thường nó như mấy cái mid tone, that's a good candidate. For yeah. Something like that. Yeah. Okay. Okay. Anh Hiền cái những cái mask ở trong cái mask curve one đó thì mình có thể load nó lên, xong rồi mình có thể điều chỉnh nó, mình sửa đó. Nếu mình chỉ có mình có muốn bầu trời không, mình có thể xóa cái phần dưới cho nó đen đi hết không ấy. Anytime you can do that anytime, thì nó chỉ là một cái mask thôi, đúng không? Thì mình có thể bấm vậy nè, rồi mình lấy cái cỏ thôi. Ví dụ như bây giờ Hiền muốn trừ một cái phần này ra thì Hiền với trà thấy cái cỏ này nhỏ quá. Ok, thì mình với trừ ra thôi. Dạ, yeah. thì cái này là chỉ là một cái mask. Thì mình dùng cái luminosity để mà mình stack một cái mask. Mà cái mask nó giống như một cái picture, nó very fine. Lúc mà mình sơn như vậy rồi, tưởng tượng á, sơn làm sao mà cái edge nó đúng được. Nó là impossibility. Đấy. Mà mình dùng cái luminosity mask là nó perfect. Tùy cường độ mình dùng. Đấy. Bây giờ Hiền là completely ruined. Nhưng mà giờ Control Z thôi. Vài lần. Boistry. Ok, rồi như vậy là mình xong cái phần này nha. Hy vọng là nó sẽ giúp cho quý vị. Thì đó, những cái lớp sau này mình bắt đầu nói về blending này nọ. Thì quý vị at least sẽ be able to make a selection. Tại vì khi mà mình blend 3 tấm lại với nhau hoặc là 2 tấm lại với nhau, mình phải có mấy cái selection này, lúc đó mình mới blend được. Một cách mà không có để lại những cái bàn tay lông lá, đúng không? Lúc đó mình mới xài HDR được. Mà mình xài manually đó, HDR tự động thì không nói rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn HDR mà bằng tay thì mình phải biết về những cái selection này. Mà cái cách use của color range nó hơi rough.
cái cách use của Luminosity Mesh nó better. Ok, vậy thì Hiền sẽ ngưng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Hiền. Cảm ơn anh Hiền. Rất là hay anh. Yeah. Yeah, cảm ơn anh Hiền. Yay, hôm nay hiểu. Thank you anh Hiền. Cảm ơn anh Hiền.